Thì sau đây là một bệnh án về bệnh nhân nhồi máu não lộ huyết. Thì đây là tóm tắt toàn bộ bệnh án. Bệnh nhân nam 55 tuổi bị tiêu chảy lớn hơn 10 lần, phân van lỏng nhiều nước không máu, tiêu chảy đến 7 đến 8 lần thì thấy chóng mặt, hoa mắt, dễ té, sau đó khoảng 15 phút thì liệt chân trái. Sức co cơ tăng từ 0 trên 5 từ ngày nhập viện đến 5 trên 5 xuất viện trong khoảng thời gian 15 ngày, có tập vật lý trị liệu. Huyết áp là 140 trên 90, sức co cơ chân trái là 0 trên 5, trương lực cơ chân trái giảm. Babinski chân trái không phản hồi, Babinski chân phải âm tính, cứng cổ và Koenig thì âm tính, không có hiện tượng giãn tĩnh mạch chi dưới. Mạch mô chân trái khó bắt, chân phải rõ, CT scan soạn thì chưa ghi nhận bất thường. Mình đến với bệnh án là lý do vào viện là mất vận động chân trái và tiêu chảy nhiều. Tiền sử là tai biến mạch máu não trước đây 3 năm, liệt nửa người bên phải và đã hồi phục hoàn toàn. Tăng huyết áp được chẩn đoán cách đây 3 năm lúc mà bị tai biến mạch máu não luôn. Ngoại khoa là vết mổ ruột thừa cách đây 48 năm. Thói quen uống rượu nhiều bỏ cách đây 3 năm. Và thói quen trước kia là tắm vào nửa đêm, tại vì bệnh nhân hay đi mò cua vào ban đêm á, bắt ếch vào ban đêm nên về phải tắm và đã bỏ cách đây 3 năm từ khi mà bị tai biến mạch máu não. Dị ứng này chưa ghi nhận. Với bệnh sử 2 giờ chiều ngày 2 tháng 5, bệnh nhân tiêu chảy số lượng khoảng ở 10 lần, phân vàng lỏng nhiều nước không mùi tanh hôi không làm máu. Ban đầu tiêu chảy rất liều, sau đó thì lượng ít đi. Bệnh nhân đau quặn ruột mà đau nhiều hơn mỗi lần khi mà đi tiêu chảy á, và mỗi lần đều có vã mồ hôi. Sau khoảng 7 đến 8 lần bệnh nhân bắt đầu choáng váng, hoa mắt, dễ té ngã, không đau đầu, bệnh nhân rất mệt, kiệt sức, rất khát. 15 phút sau thì bị liệt chân trái, không vận động được, cảm giác đi bình thường. Bệnh nhân cố chịu đựng đến 7 giờ sáng hôm sau thì nhập viện điều trị. Đến 7 giờ sáng hôm sau nữa thì chuyển tuyến. Thì lúc tiếp nhận á, bệnh nhân không còn tiêu chảy, huyết áp 140 trên 90, sức co cơ chân trái đã giảm về không và trương lực cơ trái giảm, phản xạ Babinski chân trái không phản hồi. Dấu cân nick âm tính. Thuốc đã dùng là ciprofloxacin và bệnh nhân hết tiêu chảy. Sức co cơ chân trái này, đây là theo ghi nhận nha. Thì lúc tiếp nhận là 0 trên 5, 2 ngày sau là 1 trên 5, 4 ngày sau là 2 trên 5 và khi xuất viện là 5 trên 5. Chỉ sau 15 ngày thôi bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn. Đây tóm tắt bệnh án thì bệnh nhân bị liệt chân trái, sức co cơ chân trái giảm, trương lực cơ chân trái giảm, Babinski chân trái không phản hồi. Dấu âm tính có giá trị là sức co hai tay bằng nhau, là bệnh nhân hoàn toàn không liệt tay, chỉ liệt đơn độc mỗi chân thôi. Không có rối loạn cảm giác chân trái và Koenig âm tính, cổ cứng âm tính. Cảm giác nông sâu của chân trái bệnh nhân bình thường. Tiền sử là tai biến mạch máu não cách đây 3 năm, tăng huyết áp. Uống rượu nhiều bỏ cách đây 3 năm, tuy nhiên vẫn còn uống lai rai nhé. Hút thuốc thì bây giờ khoảng 5 điếu một ngày và tổng cộng hút là 34 gói nhân 5. Tắm vào nửa đêm và bỏ cách đây 3 năm rồi. Cận lâm sàng thì bạch cầu tăng, trong đó neutrophil tăng này. Vì neutrophil tăng nên mình nghi ngờ tiêu chảy do nhiễm trùng. Tuy nhiên bệnh nhân đã được điều trị với ciprofloxacin rồi. Sinh hóa máu thì cholesterol tăng, triglyceride tăng, ion đồ thì kali bình thường và có sỏi túi mật. CT scan sỏi thì chưa ghi nhận bất thường. Rồi chẩn đoán sơ bộ là liệt chân trái do biến chứng tai biến mạch não do nhồi máu não não lộ huyết. Tăng huyết áp độ 1 theo gen C7 mà nguy cơ rất cao. Chẩn đoán phân biệt với huyết khối tĩnh mạch sâu chân trái, liệt chu kỳ do hạ kali máu và thoái hóa cột sống do chèn ép rễ thần kinh. Chẩn đoán phân biệt với huyết khối tĩnh mạch sâu thì sẽ có triệu chứng là đau phù nề một chân, thường là ở phần bắp chân. Mình có cận lâm sàng là siêu lơ chân trái và kết quả là hình ảnh sơ vữa nhỏ rải rác thành động mạch chi dưới chân trái, chưa ảnh hưởng đến huyết động, hệ tĩnh mạch không thấy huyết khối và bệnh nhân không có đau phù nề, cho nên mình không nghĩ là huyết khối tĩnh mạch sâu. Rồi liệt chu kỳ do hạ kali máu thì bệnh này thường gặp ở bệnh nhân ngộ độc giáp á, thì biểu hiện của nó sẽ là biểu hiện với cơn liệt mềm kèm hạ kali máu, thường liệt chân trước rồi đến tay, đoạn gốc chi nặng hơn là đoạn ngón chi. Các cơ mặt vận nhãn hầu họng cơ hoành và các cơ tròn rất ít khi bị ảnh hưởng, tuy nhiên nó sẽ liệt đều hai bên, cũng có thể trường hợp liệt một chi nếu là liệt nhẹ. Cho nên ở đây không có thể là một bên là chân phải thì có 5 trên 5 mà chân trái không trên 5 được. Cho nên mình loại bỏ cái tình huống này. Thì cận lâm sàng là ion đồ và kết quả là kali là 4,5 mmol trên lít. Thì các bạn biết là insulin á, là có một tác dụng là gây hại kali máu. Sau một bữa ăn giàu tinh bột của những bệnh nhân mà bị liệt chu kỳ gây hại kali máu á, thì insulin sẽ được tiết ra nhiều và gây hại kali máu ở bệnh nhân này. Cho nên họ những bệnh nhân này á, rất ít khi được ăn tinh bột. Thường là những bữa ăn của họ là tầm nửa chén đến một chén tinh bột thôi, chén cơm thôi, chứ không nên ăn nhiều. Ở đây mình có CT scan sỏi chưa ghi nhận bất thường. Như vậy thì mình có thể là chẩn đoán là liệt mà thiếu máu não thoáng qua hay là nhồi máu não liệt khuyết này.
Tại vì sau khi tiêu chảy 7 đến 8 lần, bệnh nhân bắt đầu choáng váng, hoa mắt, không đau đầu, rất kiệt sức và 15 phút sau liệt chân trái. Và CT scan sọ chưa ghi nhận bất thường gì hết. Đây là kết quả trị liệu này. Như mình đã nói ở trước là sau 15 ngày nhập viện thì bệnh nhân đi lại được, mà sức co co chân trái 5 trên 5. Cho nên ở đây mình nghĩ là nhồi máu não lộ khuyết. Thông thường thì nhồi máu não lộ khuyết bệnh nhân sẽ bình phục hoàn toàn sau 4 đến 6 tuần. Nhưng ở đây thì bệnh nhân chỉ cần 15 ngày thôi là đã hết rồi. Thì ở đây chẩn đoán xác định mình là nhồi máu não lộ khuyết nha. Cho nên điều trị sẽ là aspirin của phối hợp clopidogrel, atorvastatin và peridopril, và kết hợp vật lý trị liệu nữa. Được không? Rồi, cố lên chú ạ. Rồi. Rồi, chú cố dơ lên lại coi. Cố dơ chân trái lên lại coi. Chân kia thôi. Rồi, cố hết sức coi. Rồi, chú đẩy lên lại coi. Dơ chân lên lại. Dơ chân kia. Ngón số mấy chứ? Ngón số mấy vậy? Ngón số 2. Ngón mấy ạ? Ngón mấy ạ? Rồi ngón mấy đấy ạ? Ngón này ạ? Giờ. Rồi.